Tôi làm giờ thật tế lắm. anh Phú, bây giờ Nam Phong mới lên mãi bây giờ thì xin mời Nam Phong đây. Hello, chào Nam Phong. Chào Nam Phong. À, xin xin chào, dạ chào anh Bằng, chào các anh chị em diễn đàn. Bữa giờ cũng khá lâu rồi mới lên diễn đàn. Trước tiên thì cho em chia sẻ, nói chung là chia buồn với đồng bào miền Trung. Thì một tháng nay là liên tục bị mưa bão nó gây thiệt hại rất là nhiều về nhân mạng, về tài sản. Thì bên cạnh đó thì cũng có nhiều cái rất là bức xúc. Đó, bức xúc cái thứ nhất là cái việc xuyên tạc của đám chống phá, xuyên tạc một cách có như là nó bẩn thỉu mà rất là bức xúc. Bữa giờ lên coi như là ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng đọc được những cái comment nó thể hiện cái bản chất của một cái con thú đội lốt người chứ không phải là con người, nó vô nhân đạo lắm đó. Thật sự là không kiềm chế được mà coi những cái comment của cái đám ba que chống cộng đó, thì không thể nào một người yêu nước, người dân trong nước không thể kiềm chế được. Và hôm nay lại có một cái comment lại ngược lại, nó là tụi nó là đóng góp tiền cho Thủy Tiên để đi làm từ thiện. Các bạn thấy nó vô lý không? Hề một tháng qua không hề thấy có một cái comment nào nó thể hiện tình yêu thương đất nước này, yêu thương dân tộc này. Bây giờ nó mở miệng nó nói nó đóng góp, trong khi nó hả hê, nó vui sướng, nó thấy đất nước hoạn nạn, nó thấy nhân dân, thấy các anh bộ đội hy sinh, nó hả hê lắm. Bây giờ nó mở miệng nó nói nó đóng góp cho Thủy Tiên, đúng cái bọn này nó không biết nhục là gì. Cha ông nhục rồi thì đẻ con cái ra thì rửa nhục cho cha ông mình đi, tại sao lại còn nhục hơn cái thế hệ cha ông nữa? F2, F3 nè, nhục lắm. Thật sự lên thấy những cái comment không nghĩ là kiểu những cái kẻ có lương tâm. Và trở lại cái việc mà lũ lụt đây á, thì đa số là cái này thiên tai, chúng ta gọi thiên tai có nghĩa là không phải do con người tạo ra, nhưng mà một hai chúng nó phải tìm đủ mọi cách đổ lỗi cho Đảng Cộng sản, cho chính quyền. Thì bây giờ tôi xin lấy một cái ví dụ trận lũ lịch sử năm 1964 từ Đà Nẵng trở vào tới Bình Định năm 1964. Lúc đó hai miền còn đang chia cắt và Đà Nẵng tới Bình Định là thuộc quản lý của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Thì cái trận lũ đó gây chết 7.000 người, 7.000 người, một con số khổng lồ. Không thể nào mà nói mà Việt Nam có cái trận lũ nào mà chết nhiều hơn nữa. Vậy thì cái đó là do ai? Do Cộng sản hay là do rừng bị phá? Rồi có cái clip Thủ tướng Trần Văn Hương họp báo để nói về trận lũ đó. Đông lắm, họp còn đông hơn họp quốc hội, phóng viên bu quanh kính luôn. Nhưng mà không thấy một cái hình ảnh nào là lính Việt Nam Cộng Hòa yêu nước thương dân đó, mà đi cứu những cái người dân chết ở cái vùng lũ đó đâu. Không hề thấy. Và các bạn nhìn lại cái hình ảnh của những các anh bộ đội Cụ Hồ, họ xông pha đó, họ không màng đến tính mạng của mình để họ cứu dân, cứu tài sản. Thì các bạn thử so sánh xem cái chế độ nào nó ưu việt, Cộng sản hay là cái đám ủy quân người Nguyên kia? Nó rõ như ban ngày, nó có cái để chúng ta đối chiếu hết. Nếu mà làm tốt, hồi đó các bạn thấy máy bay UH của Mỹ nó nhiều lắm, tại sao quân đội không kéo nhau ra đó mà cẩu người ta lên? Chẳng thấy. Nhưng mà ngồi họp báo y như là đông hơn họp quốc hội. Nó dân chết nhiều lắm rồi, úi cha rồi, phát biểu thôi rồi xong. Không hề có cái động thái cứu dân. Trong khi Đảng Cộng sản
những cái cán bộ công bộc của nhà nước, của nhân dân, các anh bộ đội đó, họ đi cứu từng người từng người. Họ có bao giờ live stream? Họ không cần live stream cho ai thấy hết đó. Ông không. Trong khi một vài ông thì đi cứu chợ bắt đầu live stream, tôi không biết là đi cứu chợ để khoe khoang hay là cứu chợ để khoe cái mẹ, hay là để đi đi xin tiền của chỗ khác. Để mình kể về câu chuyện sự thật ở bên Mỹ như thế này, ở tại Busan nha. Thế một thằng nó có con vợ đi về, nó là chế độ cộng sản tàn ác, nó tao về Việt Nam nghèo lắm, về Việt Nam không có gì hết á, không có gì ăn uống, sợ độc. Con vợ nó thôi bà, em về, em cứ về, em vợ về đâu ba lần xong nó về Việt Nam thấy trai đẹp trai sáu múi, xong rồi qua Mỹ bỏ đó, xong rồi nó luôn ra nghe bu xa, nó khóc lóc luôn, với tại cộng sản mà vợ tôi nó về Mỹ nó bỏ tôi tại cộng sản. Rồi thêm một ông nữa, thêm một bà nữa, là một cái bà bây giờ là tham gia vào tổ chức Đào Minh Quân á, là vì thằng chồng nó về Việt Nam, nó chạy Việt Nam xong xả đầu cái nó đi qua lại, nó bỏ nó về Việt Nam, nó cưới xong nó cũng tại cộng sản nữa, tại cộng sản, cái cộng sản khổ thế. Bọn này là như vậy thôi, là cào ăn vạ lịch sử mà ăn vạ. Em nói anh Phú và tất cả bạn này, mình mới thấy cái vai trò của chính phủ, của nhà nước, của Đảng Cộng sản trong cái đợt bão số 9 hiện nay. Tức là khi bão số 9 đổ bộ vào một số tỉnh miền Trung thì gọi là giật đến cấp 12, đó là trận cuồng phong. Nhưng các bạn biết tại sao là số người thiệt mạng rất là ít? Theo thông báo là chỉ hiện nay chỉ có 3 người thôi, trong đó có 2 cán bộ và 1 người dân trèo mái nhà mà để mà chống bão đó. Thì các bạn mới thấy cái vai trò của nhà nước mình. Trước khi bão về, nhà nước mình đã nói, chính phủ mình đã ra chỉ đạo tất cả các tỉnh bị ảnh hưởng của cơn bão coi như là phải dồn toàn lực, nó như là một đợt tập dượt, kể cả bão vào mà ví dụ nó yếu chẳng hạn thì mình cũng làm một cái đợt tập dượt. Đúng không? Có cái chuyện những nhà máy tôn hoặc là bị tốc mái thế này khác thì đó là cái, những cái chuyện hiển nhiên do trên thiên tai thôi, nhưng mình cũng có sự chuẩn bị cả. Nói chung là thiên tai là bất cứ ở đâu nó cũng xảy ra cái vấn đề đó hết. Như tôi nói thí dụ nha, ở bên Mỹ mà thiên tai mà những cái gợn cuồng phong, tôi bảo đảm bên Mỹ nhà những cái sĩ quan mà phía miền Đông nó bay mẹ, là nhà bên Mỹ rất tổng lẽo, dán gỗ không à, thẳng luôn á. Nói thì sợ mấy anh em Việt Kiều buồn, chứ thật sự là nó như vậy, thật sự là nó như vậy. Nên chúng ta mới thấy như thế này nè, Việt Nam làm cái gì cũng tốt, kể cả thế giới người ta đánh giá, mà những nhà lãnh đạo người ta đánh giá là Việt Nam là chống dịch Covid tốt nè, chống lũ tốt nè, chống giặc ngoại xâm tốt nè, chống tham nhũng cũng tốt nữa nè, ấy bốn tốt mà. Bây giờ làm kinh tế cũng tốt, năm tốt đó. Chỉ cần một Mỹ hô cái là 11 tỷ 20 tỷ, chỉ cần Mỹ mà hô cái là 11 tỷ 20 tỷ, không ơi Việt Nam sao mà tiền nhiều thế, giàu thế. Rồi, xin mời Đinh Hoàng. Mẹ em cũng chia sẻ. Rồi, xin mời Đinh Hoàng. Chào mọi người, chào mọi người ạ. Cháu lên, cháu trả lời hộ chú Băng cái chuyện là tại sao ít người chết này. Tại vì cộng sản đến từng nhà dân, lùa tất cả người dân vào ấp chiến lược, vào nơi cư trú thì mới không chết chú ạ. Những cái nhà mà kiểu như nguy cơ nó bị ảnh hưởng cao ấy, điều ô tô tận nơi, trời ơi, làm gì có người chết nữa. Đấy, nhìn biết đây cái hình ảnh này là nó đưa đi rồi, lùa hết vào ấp rồi, anh em lùa hết vào nhà cư trú rồi thì làm sao mà người chết được. Chứ để mà nói cái đợt bão to đấy, những ảnh hưởng ở những cái chỗ mà nguy hiểm ấy là người ta lùa đi hết thì nó sẽ tránh được cao. Thế thôi, còn bây giờ nhá, có một số là còn 2 cái tàu này với cả một số nữa ngoài biển ấy, là chờ khi nào mà giảm gió nhá, Việt Nam lại điều thăng ra đón về tiếp, lại trực thăng luôn, bây giờ thiếu trực thăng rồi nhá, để đang lên đời rồi. Em xin phép chia sẻ thêm về cái vấn đề mà cứu trợ. Thì thời gian qua thì chúng ta đã thấy rồi, cái việc mà làm từ thiện thì các anh cũng đã phân tích rồi, nhưng mà em xin nói thêm này, từ thiện mà cái dạng mà tự phát á, thì đương nhiên chúng ta hiểu từ thiện thì nó là tốt rồi, cái từ nó đã nói lên tất cả rồi, có nghĩa là anh đi làm từ thiện thì tốt. Nhưng mà qua cái đợt lũ này thì chúng ta phải thấy được nó có hai mặt.
ngoài cái mặt tích cực ra thì nó có một số cái mà nó mình gọi là tiêu cực đi, để thấy được là chúng ta phải có cái cách làm khác. Tức là làm từ thiện thì nó phải là nó phải mang đến cái hiệu quả cao nhất cho cái đồng bào, cho những cái người mà được nhận. Tôi nói ví dụ như thời gian qua đi, khi mà cái những cái hình ảnh mà lũ lụt như vậy á, thì mình mà cái người yêu nước, thương dân có cái tấm lòng chia sẻ thì rất là nóng ruột. Và bắt đầu sau 1-2 ngày cái hình ảnh đó lên thì cả nước sục sôi, là coi như là hết đoàn này đoàn kia bắt đầu kéo nhau ra miền Trung. Thì cũng từ đó nó lại phát sinh ra rất nhiều cái vấn đề. Và cái thứ nhất là khi mà những cái đoàn đầu tiên ra thì lúc đó nước nó còn ngập sâu lắm, nó còn ngập tới mấy nhà. Thì ra những cái hình ảnh chúng ta thấy được là gì? Họ lội nước, họ đi phát đại khái mì, phát gạo, phát tiền. Thì cái việc lội nước đó, phát đó thì thật sự nó nằm ở ngoài rìa của cái lục lội thôi. Các vị lội quá đầu gối thôi. Có nghĩa là chúng ta sẽ thấy được một cái vấn đề, cái người cần nhận hơn thì lại không được nhận. Có nghĩa là những cái người ở trong sâu, trong xa, rất xa trong kia, hàng ngàn người đó, họ rất cần, bởi vì họ ngập sâu lắm, họ không đi đâu được, thì lại không được nhận. Trong khi những cái người làm từ thiện thì cứ đi phát, hết đoàn này tới đoàn khác để phát thì cũng lội nước bị bõm. Thì cái người thì được nhận 10 phần quà thì cái người trong kia không được một phần. Đó, cho nên là cái ý nghĩa của việc làm từ thiện nó bị giảm đi nhiều. Rồi cái thứ hai nữa, sau này bắt đầu các đoàn ra đông thì chúng ta đã thấy những cái hình ảnh mà đổ hàng hóa xuống đường rồi rất nhiều, rồi những cái live stream gọi là tại sao chính quyền địa phương không hỗ trợ ghe xuồng. Thôi tôi xin nói như vậy nè, các bạn biết khi ra một cái địa phương, một cái xã đó, cái xã thì thường vài ngàn, thậm chí xã đông hàng chục ngàn dân, trong khi cái chính quyền địa phương ở đó có bao nhiêu người. Một cái xã cùng lắm chừng 20-30, gọi là cả đoàn thể, cả các ông công chức viên chức trưởng phó các kiểu thì cũng có vài chục người thôi. Thì họ đi làm, họ đi lo, họ giúp đỡ dân hết, không có ở đâu sẵn mà chờ các đoàn cứu trợ tới rồi đưa xuồng đưa đồ. Bắt đầu các anh tới không thấy ai, cái rồi live stream tại sao chính quyền thế này, tại sao chính quyền thế nọ. Trong khi các anh đi, các anh không có liên hệ, các anh phải liên hệ cho người ta sắp xếp. Và các anh đến đi, nếu mà các anh liên hệ trước mà người ta không đón tiếp, không làm được những cái việc đó thì các anh nên trách đi cũng được, nói chung cũng gọi là tạm chấp nhận. Mấy các anh kéo nhau ùn tới tính cái xe còn đông gấp mấy lần cái nhân viên ở cái chính quyền địa phương đó, thì người đâu để đưa cho các anh đi, xuồng ghe đâu. Còn cái chuyện người ta lấy đắt lấy rẻ là do cá nhân của người đó, chứ nhà nước không bao giờ có chủ trương lấy tiền xuồng ghe hết. Em xin chia sẻ thêm là cũng như hồi nãy anh nói là đợt trước có Phan Anh á, thì làm từ thiện thì cũng được tung hô là thủ tướng. Bây giờ đến lượt Thủy Tiên thì cũng có cái đám một vài gọi là các cháu chống cộng tung hê làm tổng thống, nghe rất là buồn cười. Không biết là trên thế giới này có ông tổng thống thủ tướng nào mà được bầu qua cái chuyến làm từ thiện không, nghe nó rất là vô lý. Không lẽ rồi điều hành đất nước là bằng làm từ thiện? Cái đầu óc của cái đám chống phá ba que chống cộng này đúng là ngây thơ, nghe nó buồn cười lắm. Mà đâu phải là nhỏ đâu anh, rất nhiều người nhìn già lắm mà, đính tuổi lắm mà không hiểu cái nhận thức của họ tới đâu. Chắc từ cổ chí kim chưa có cái ông nào tổng thống thủ tướng mà làm từ thiện rồi được bầu làm tổng thống thủ tướng, nghe nó vô lý. Hồi nãy trở lại cái vấn đề hồi nãy em nói còn thiếu cái chỗ là cái việc mà đi phát từ thiện tự phát á, thì mà đi ở ngoài mà không có đi vô sâu được á, nghĩa là nếu để cho nó tạo cái sự công bằng thì chúng ta nên kết hợp với chính quyền địa phương
đó, chính quyền địa phương ở ở cái nơi chúng ta đến. À, cứ nghĩ là đưa tiền chính quyền địa phương thì sợ không tới tay người dân. Xin thưa với các vị là các vị phối hợp, nếu ai có đi thì phối hợp nhờ người ta dẫn đi rồi các vị trao quà trao tiền, chứ không ai mà thèm lấy cái đồng tiền các vị nghĩ là đưa vô người khác rồi, rồi sợ mất. Làm từ thiện có nhiều cách, nhưng mà làm sao để cho đến thiết thực với cái người dân người ta đang cần.